mọi người, hiện tại thì anh em chúng tôi đang thi công công trình ở quán quán nhậu Bilu, quán nướng Bilu. Đây là mình thi công cái tranh bên đây dán tường ha. Đó, cảnh thiên nhiên nó làm cho quán Bilu trở nên thiên nhiên hơn. Đó, thì bức tranh này sẽ chạy dài từ đây chạy hết bờ tường. Lúc trước khi bờ tường này dán giấy là giấy nó sẽ bị bong 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 rất chóc chóc này nè. Sau khoảng thời gian sẽ bong vậy ha. Đó, nhìn nó sẽ rất là xấu. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ dán tranh. Hello, xin chào quý vị và quý anh em. Xin thưa là đây không phải là một cái hầm rượu van nha. Đây là một cái quán nhậu ở đường Trần Trần Quốc Hoàng thôi. Đây là mình sẽ dán tranh 3D lên đây. Tranh 3D là bên mình dán bảo hành 10 năm không bay màu không bong chóc. Tất cả mọi cảnh lên đều phối được, mình sẽ tạo cho mình cái không gian nó thoáng và cái phong cách nó theo điều mình mong muốn ha. Tất cả đều đây là thạch cao. Đó, thạch cao trắng hết. Bây giờ mình dán nó lại như vậy đó mọi người. Đó, nhìn tranh rất là thật, rất sâu luôn. À, mình sẽ có thiết kế xuống tận nhà để thiết kế design cho cái quán cà phê hay là quán nhậu hay quán bay karaoke nha. Mình sẽ tự thân xuống thiết kế cho mọi người xem. Đây là một trong cái phòng của quán mình thôi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái phòng tiếp theo nha. Ở đây và không gian ở bên ngoài nè. Đó. Đấy chưa? Đó. Này thì anh chủ muốn cái phong cách thiên nhiên ở bên ngoài. Mình dán chừa mấy cái cột ra, dán đèn cửa sổ luôn. Tranh 3D. Đấy, rất là sâu, rất là thật nha. Mọi người nhìn chim một câu nha. Đấy. Đắt nét đến từng chi tiết luôn nha mọi người. Đó, tạo không gian rất là xanh, rất mát. Đó. Ở đây quán này thì có 3 phòng thôi. Đây là sẽ cái phòng số 2 nè. Hiện tại là cái phòng này cũng đang dán gạch rất là đơn sơ ha. Tí mình sẽ thi công cho mọi người xem là lên như thế nào. Phòng số 2 mình thiết kế là cái quầy để rượu vang như vậy thôi. Tại vì cái không gian của nó khá là hẹp. Đó, nó không có khoảng trống để mình tạo ra một cái bức tranh gì hết. Đó, cho nên mình chỉ có thể thiết kế những cái kệ để rượu van như vậy để cho mọi người ngồi nhậu ở đây thì mọi người chụp hình check in đồ kiểu cho nó đẹp, nó lung linh hoành tráng nhé. Rồi nha mọi người. Ok, đây là tranh 3D dán tường. Dán giả gạch luôn nè, chứ không phải là gạch đâu nha. Cái này là giả gạch luôn. Đó, không bay màu, không bong chóc, chống chảy xước, chống nước. Đấy, tay mình cào phụ từ chảy cào cháy móng tay luôn cũng không có vấn đề gì ha. Đây là phòng số 3. Đó, vào đây luôn, tự nhiên thấy mình sẽ tạo cái không gian rất là sâu hơn. Mới vô đây là lúc Đạt mới dán xong, vô đây em nhìn em giật mình luôn á. Đây dán nè. Đây nè, đây là thanh đại dán. Đó. Anh thợ điêu luyện. Đây là trả tiền nè. Đây trả tiền nè. Đây là anh thợ may mắn nè. Chỉ đúng người luôn á. Đó, ô, hoành tráng nha, mình cũng đẹp hết nha. Đó, đây là cái quán trước giờ là để xe cua thôi. Nhưng mà bây giờ tận dụng luôn, Tết tới rồi thì mình trang trí lên luôn một cây quậy ba gì. Quá đẹp. Rồi nếu mọi người cần dán tranh hay là trang trí quán cà phê, quán karaoke, quán bay hay là cái quán hay nhà gì đó thì hãy liên hệ với mình để mình sẽ lên ý tưởng thiết kế cho mọi người nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video nhà mẫu, những công trình mẫu tiếp theo. Đó, đây còn ra sau này nữa. Rồi, tranh 3D dán tường, xưởng tranh 3D Tân Thành. Chuyên thiết kế, thi công, sản xuất tranh 3D. Ở nếu mọi người cần dán tranh hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0937 57 3459. Yeah, hoặc là để lại số điện thoại sẽ có người liên hệ trực tiếp cho mọi người nha. Ok, xin chào, hẹn gặp lại ở những ngôi nhà xinh đẹp tiếp theo.